Chào các bác, hôm nay ngày 3 tháng 10 thì em có về được hai con CD, một con dưới 10 triệu, một con trên 10 triệu. Hàng của hai hãng Denon và Sony. Các bác thấy con này thì dòng khủng rồi. Nó là model là Denon 3500 RG Gold. Và con này là 338 ISD, rất là nổi tiếng trong phân khúc giá trên 6 triệu. Vậy em báo giá cho các bác luôn nha. Hai con này đẹp long lanh nha các bác. Có khi nghe cho các bác. Con 338 ISD là 6.500.000. Con 3500 RG 16.800.000 nha các bác. Và sau đây mời các bác xem chi tiết từng con một, các bác nào chốt con nào thì cứ alo cho em qua hai số điện thoại trên tâm biển. Em mới về một con Crown 2004 tiếp nha các bác. Crown Macrotech 2004 đẹp xuất sắc nha. Em này chạy 24 sò sắt Mỹ nha các bác. Con này đời đầu nha các bác. Dây nguồn lớn luôn nha. Có thấy dây nguồn khiếp không? Macrotech 2400 nha các bác. Giá 17 triệu nha các bác, 17 triệu. Vâng, mến chào tất cả các bác. Tiếp tục em là que và giới thiệu cho các bác một mẫu CD trong tầm tiền. Em này thì em đang bán giá cho các bác là 6.500.000. Hàng bãi tuyển chọn đẹp kỹ kiên công nha. Có khiển cho các bác nha các bác. Một model rất là nổi tiếng trong phân khúc giá trên 6 triệu, đó là CDB 338 ISD. Em này rất là khủng, chạy 2 tấn phô nguồn và chắc tiếng thì không phải bàn rồi. Trong cái phân khúc 6.500.000 thì các bác lựa chọn con này là một con CD cho ra âm thanh rất tuyệt vời. Và em nó có ngoại hình rất là đẹp, nhờ có hai hồi gỗ hai bên nha các bác, hai hồi gỗ hai bên, trang trí rất là tuyệt vời và có thể phối ghép vào những con âm ly receiver rất là hợp nha. Dòng mic của Sony thì các bác biết rồi, đọc rất là nhanh, là dòng mic 4, nên là các bác khỏi ngần ngại về việc mic. Chút nữa em sẽ test cho các bác, hãy để khúc sau các bác sẽ được xem video test. Tại con này về lúc cái video về thì em đã test rồi, có video rồi, sẵn tiện em qua chi tiết cũng như mở ruột ra các bác xem bên trong. Để các bác nào chưa biết về mẫu CD này thì có thể tham khảo và có thể biết được thông tin của em đó. 338 ISD nha các bác, giá 6.500.000. Các bác nào chuyển không đủ thì em bớt cho 200.000, là còn 6.300.000. Giá luôn luôn bao ship cho các bác. Còn các bác nào cọc tiền là 6.500.000. Đẹp long lanh nha các bác. Đấy, mặt đẹp không tì vết nha. Hàng thuyền kỹ lưỡng nha các bác. Và đây là phía sau của con âm ly. Xin lỗi các bác, con CD. Đây là cổng quang, không có xiao, cổng đường tín hiệu ra xuống âm ly. Con này seri là 99900 nha các bác, điện 100V 900 dây nguồn. Sau đây em sẽ mở ruột gan để các bác cùng xem bên trong luôn nha. Vâng, đây là phía trong của con CD nha các bác. Em lên vào nguồn điện và lên màn hình cho các bác luôn. Đây, đây là hai con giải mã nha các bác, cao cấp nha, hai giải mã của nó đây, BCM58B. Hai con giải mã đây các bác bắt gẹp trong những con Denon 890D và 890DG nha các bác. Đây là hai cái nguồn, nó chạy hai nguồn riêng biệt nha. Đấy, đây là phần bo và tất cả chip âm thanh được bố trí trong cái phần bo mạch này. Và thay độ mới của máy bãi nha. Máy bãi có nghĩa là hàng chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Rồi, ok, nó rất là mới luôn. Và sau đây bấm play để cho em nó hát luôn nha. Đấy, nhưng dùng Mac Sony thì khỏi bàn luôn, đèo vèo vèo. Đấy, rất là tốt nha các bác, điểm 10 bài. Đấy, chỉ ngoài 1 nha các bác. Ok, rồi rồi, bác nào yêu con này thì alo cho em, chỉ về được một con duy nhất nha các bác. Tại em tuyển nên hàng nó không có nhiều, thì tuyển được con nào đẹp thì em về, em là nhập về phục vụ các bác. Mọi chi tiết mua hàng các bác alo cho em qua hai số điện thoại trên 0978338114 hay là 0965777027. Em giao hàng toàn quốc. Vâng, tiếp tục em giới thiệu qua chi tiết con CD khủng long của hãng Denon. Về trong ngày 3 tháng 10 này, một con CD rất là đẹp nha các bác. Có khiển riêng. Đường này về con này phải nói là ngất ngay luôn. Em nói khoác trên mình là một bộ vỏ piano tuyệt đẹp nha các bác. Có thấy đồ đẹp này, sáng bóng luôn nha.
Em này nặng khó là 20kg nha các bác. Tại vì nó quá là khủng. Chúng ta muốn mở cái này chúng ta ấn cái này nha. Đấy, cái này trong này là những cái chỉnh volume và chế độ bấm nút vân vân. Con này chạy 4 con DAC nha các bác, chạy 4 con DAC. Nó là dòng cao cấp của dòng Đền Ông. 3500 là dòng khủng rồi. Đầu ba đầu khủng nha các bác. Đây là xe đĩa, đây là màn hình. Em nó đang chạy nha. Chạy ngon lành hết nha các bác. Bao mát bao chạy hết cho các bác luôn. Đẹp long lanh. Này các bác thấy má gỗ này, đẹp. Tí mở ruột gan các bác thấy các bác ghiền luôn. Và giá con này là 16 triệu 800 ngàn nha các bác. 16 triệu 800 ngàn. Em này tích hợp cổng ba lăng và tất cả các cổng cao cấp nha. Đây nha các bác, còn chân chén đầy đủ nha các bác. Các bác thấy cái vòng gỗ nó thấy rất đã rồi. 16 triệu 8. Các bác nào chuyển khoản đủ cho em thì em bớt cho 300, còn 16 triệu 500 ngàn. Còn cọc tiền là 16 triệu 8 nha. Con này về trong cái thùng rất là kỹ nha các bác. Bên đó người ta đóng về rất kỹ nên là vỏ gỗ không một vết trầy, nên là nó còn cái nước sơn riêng của nó luôn, mới đét luôn nha các bác. Các bác thấy cái tay em này không? Đấy. Rồi sau đây em sẽ mở ruột ra thì các bác chìm ngưỡng bên trong nha. Mọi chi tiết mua hàng các bác alo cho em hai số điện thoại này, em giao hàng toàn quốc cho các bác. 0978 338 114 là 0965 77 0277. Vâng, bên trong nó nha các bác, tất cả sắt sườn là đều được mạ đồng và bo là bo hai lớp nha, bo trên bo dưới nha các bác. Có thấy linh kiện không? Và hai nguồn nha các bác, hai tụ rất là to. Hai tụ chỉ số rất lớn 50V 4700W nha. Hay là phần cơ rất là khủng. Đang chạy nha các bác. Đang chạy nha, đấy. Đây là những con chip và tất cả hoạt động xuất âm thanh nó nằm trong này. Đây là khe cốt đĩa vân vân. Đây là phần nguồn. Đấy, các bác có thể thấy được đồ đẹp nha. Đây là máy bãi về. Sườn còn vàng chóe nha các bác. Rồi, các bác nào chốt thì alo cho em qua hai số điện thoại trên. Em xin phép dừng video, hẹn các bác ở video tiếp theo.